Chào các bác, em vừa dọn xong tiếp được một con rửa bát TA1. Quá đẹp luôn. Em lên sóng phục vụ các bác nhé. Chiếc này thì bên em bán là 5 triệu bảo hành 1 năm. Giá thì chỉ ngang với con TL9 thôi các bác. Đây, các bác được một cái model đời mới 2017, mẫu mã vuông vức hiện đại sang trọng. Chiều cao máy là 60 phân. Máy đã được dọn test ok mọi chức năng, bảo hành tất cả các lỗi trong vòng 1 năm thôi nhé. Ngoài thời gian bảo hành ra, hỗ trợ các bác chọn đời máy, cần thì alo cho em đều có thể xử lý giúp các bác hết. Một con TA1. Đây là hai cái số điện thoại giao dịch bên em nhé, đều có Zalo. Các bác xem kênh thì anh xem xin cái đăng ký kênh. Con này TA1 lưng tôn thành vách khá là đẹp các bác này. Đã làm vệ sinh sạch đẹp trắng tinh hết. Mặt mũi các bác nhìn bày trưng bày như mới luôn. Mã số 3. Sạch đẹp. Năm sản xuất 2017. Series máy là 0930 TA1. Ngoại thất đã đẹp rồi. Tính năng các thứ đây, hẹn giờ các bác này. Đấy, đan sấy kèm giữ khô bắt đũa các chế độ rửa. Đấy, tắt nguồn. Bật nguồn, bấm đây bắt đầu rửa nhé. Em không bấm thì nó sẽ xả cái nước bẩn ra đằng kia. Nội thất con này rất là mới các bạn này. Này, nhựa chắc sạch đẹp, trắng tinh. Phần nhựa giá các bạn nhìn trắng, ơi là trắng luôn nhé. Đấy, những cái con máy rửa bát thì các bạn mua để chú ý cái nội thất yếu. Nội thất con này rất là mới, sạch đẹp. Giá bát rất là trắng đẹp. Trang chỉ của bọn rửa bát Nhật này thì không bao phải lo nhé. Bọn chả thiếu gì đồ cho các bác này, mà không bao hỏng. Trừ khi các bác xé, các bác cắt mới hỏng thôi nhé. Còn không lo gì. Cái rác này. Hai tay phun và tay phun xếp ở đây là bọn này là xếp mỗi hàng này là 5 cái bát con. Hai hàng 10 cái, 6 cái cốc không xếp, bát con lại xếp cốc tiếp. Đây là đĩa, đũa thìa, bát ô tô. Đấy. Máy rửa hoàn toàn với nước nóng, không cần hóa chất tẩy rửa. Bọn này thì các bác nhìn cánh mở dồn hết xuống dưới, trên chiều cao của máy tối đa là 60 phân. Chiều ngang 55, máy 6 bộ dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn. Rửa hoàn toàn với nước nóng, rửa xong sấy khô diệt khuẩn, tiêu diệt mọi vi khuẩn nấm mốc. Cái quan trọng của cái máy rửa bát các bác, ngoài vấn đề là rửa sạch dầu mỡ ra thì nó lại còn vấn đề nữa là nó rửa với nước nóng 80 độ C, phun liên tục áp lực cao trong vòng 1 giờ. Thì các bác thấy là cái bát đũa của nhà mình khi rửa xong các bác bỏ ra sờ nó bóng kinh kít, diệt sạch mọi vi khuẩn nấm mốc. Đấy. Nhất là cái thời tiết của miền Bắc nó ẩm thấp vào cái mùa, các cái mùa xuân ấy. Nhà bác nào mà không có máy rửa bát mà rửa mà không sấy khô bát đũa mốc meo luôn đấy đũa ấy. Nhưng máy rửa bát này thì các bác rửa xong và mình khi các bác rửa xong nhé thì các bác có thể hé cửa ra thôi này. Đấy, hé cửa ra để cho cái nó bay hơi ra thì nó đỡ bị om cái mùi bên trong. Các bác để nguyên đấy đến bữa mình lấy ra mình ăn thôi. Nó coi như một cái chạn bát rất là gọn. Đấy. Dùng cho gia đình 6 đến 8 người ăn thoải mái mà giá 5 triệu. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 các bác nhá. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển của Việt Nam rồi. Việt Nam mua riêng 500. Một con máy quá đẹp. Kính mời các bác.